chứ thực sự thì nó cũng chỉ là chuyên mục thử thách thôi, nhưng mà tụi mình quyết định là sẽ làm lại và nó cũng chưa có cái tên nữa, cho nên là mọi người hãy để ý tên của nó dưới đây nhé. Tôi kêu là tích tập tầm tan đi, tìm tích tập tầm tan đâu, giơ tay lên. À, còn kiên vàng. Trời ơi, chị ngang lưng, bộ chị ngang lưng. Nói chung là bọn mình cũng hy vọng là các bạn có thể ủng hộ mình qua cách là like và subscribe cho video thật nhiều để bọn mình có thêm động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo. Và sẽ còn nhiều video nữa thú vị hơn nữa nếu như mọi người ủng hộ cái clip này của tụi mình. Và trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chiếc hộp bí mật này đây. Yeah. Và sẽ có rất nhiều điều thú vị ở trong chiếc hộp này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Mở con gì giờ ta, Vinh? Mở con gì giờ? Xin nghĩ phụ của con. Vô chưa? Rồi, mở đi. Mở vô trả lời. Mở ra đâu? Rồi, được chưa? Nhỏ lắm. Rồi, tao đã tới đây rồi. Tao đã xuống tới đây rồi. Rồi. Ê, mày đâu rồi? Đi. Cảm giác thế nào? Nó, ở đó bóc kìa, nó đang gì vậy? Đi. Ê, đừng có nhảy mày. Rồi yên mày, quen nghe chưa, quen đi, tí nữa tao thịt mày. Ừ, tí nhanh thịt nha. Ê, nó nhảy. Con gì nó dài dài, không hay là bắt vô đụng giống như có chỗ dài dài. Mà nó khô, chắc là loại bò sát gì đó. Ê, cái này giống con thằng lằn. Đúng rồi. Ê, con Dung hả? Dung, ê, Dung, gì vậy? Không phải một con. Nãy giờ tưởng có một con à. Chết rồi. Mọi người vô đây đi. Bỏ cái miệng xuống. Mày đi, không có nhắc đâu. Con này mày không trời. Ê, mày đi.
nghe đi luộc ăn mấy đứa. Trời ơi, tao nói á, ai bày ra cái trò này chơi mà quá quá ta. Ai vậy? Trời á, trời. 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 Trời ơi, tao nói là chơi thì phải chơi lớn như vậy chứ chơi nhỏ ai mà chơi làm gì. Thì sau cái trò chơi này thì tụi mình sẽ còn rất nhiều những trò thú vị nữa. Thì mọi người hãy ủng hộ cho tụi mình thật là nhiều cái clip này nha. Nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho bọn mình nha. Xin chào và tạm biệt. Bye.